Hello my friend, xin chào cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video về son nội địa Trung nữa. Và hãng son nội địa Trung hôm nay lên sóng thì sẽ là hãng Color Key. Đây là một trong những hãng son nội địa Trung mà mình thấy mọi người recommend cho mình nhiều nhất luôn. Và mình có lên Google mình search ý, thì mình thấy là cái hãng Color Key này thì đã có gian hàng chính hãng ở bên Lazada Mall rồi. Và sau này thì mình cũng chỉ dám mua 4 cây thôi. Vì nói thật với mọi người ấy, là cái hình ảnh soát ở bên Trung Quốc ấy, thì họ làm khá là ảo. Cho nên là khi mà mua cái son này về thì mình sợ là màu son nó sẽ bị khác thực tế mọi người. Và cái cây son này khi mà mình mua thì có giá là 250.000. Nhưng mà ở bên Lazada mình vừa check lại thì thấy đang được sale chỉ còn 187.000 thôi. Thì mình thấy là một mức giá khá là ok. Và mọi người hãy xem tiếp video nhé, bởi vì mình nghĩ là mọi người sẽ rất là bất ngờ về hãng son Color Key này luôn. Ok, bởi vì son nội dung thường mình thấy thì sẽ không có tên tiếng Anh, mà họ thường đánh những cái số ở dưới đáy mọi người. Nên là mình sẽ swatch theo bảng chữ cái nha mọi người. Đầu tiên thì mình sẽ swatch từ màu P đi. Đây chính là màu P674. Cái dòng này thì sẽ collab với cả Doraemon nha mọi người. Một cái nhân vật rất là tuổi thơ rồi. Đây, bây giờ mình sẽ test luôn lên tay cho mọi người xem nhé. Màu này thì mình thấy nó là một cái màu kiểu cam cháy ấy mọi người. Bây giờ thì mình sẽ swatch lên môi và mình sẽ miêu tả về màu son cho mọi người ha. Ok, thì màu đầu tiên mọi người có thể thấy ở đây thì sẽ là một màu cam cháy. Màu son này thì mình thấy sẽ rất thích hợp để mọi người có thể sử dụng vào mùa hè này. Mọi người sử dụng cái màu son này đi chụp ảnh ấy, dạo gần đây thì mình thấy khá là hot cái kiểu chụp ảnh mà mọi người đi picnic xong rồi trải ra một cái vải, xong mọi người decor một cái đồ lên xong rồi chụp ảnh mọi người. Thì khi mọi người sử dụng cái màu son này thì trông nó sẽ có một cái vibe rất là summer luôn. Về cái màu son này ấy, thì mình thấy nó sẽ hợp với cả mọi tông da. Tuy nhiên cái màu cam cháy nếu như mọi người sử dụng trên mặt mộc ấy thì nó sẽ hơi làm dìm da của mọi người. Nên là bất cứ làn da nào đi nữa thì mình vẫn khuyên mọi người là nên có make up một xíu thì trông nó sẽ hài hòa hơn. Và cái màu cam cháy này so với cả những cái màu cam cháy mình đã từng có ấy, thì mình thấy là cái sắc cam trong màu này thì nó không bị quá tươi. Như kiểu nó đang cháy thì có người bắt nó ra khỏi nồi mọi người. Nên là cái sắc cam trong màu này thì mình thấy nó không bị làm xỉn men răng của mình quá nhiều ấy. Và mọi người có thể thấy khi mà mình đánh cái màu son này lên môi ấy, thì trông da mình rất là trắng luôn. Còn về chất son của bạn này thì mình thấy đây là một cái chất son nó kiểu velvet, nó hơi bông xốp ý. Nên khi mọi người đánh lên môi thì trông môi mình rất là mịn và mọi người bặm môi lại thì thấy môi mình rất là mềm luôn. Tuy nhiên ý, một nhược điểm của chất son này là chất son này nếu như mọi người muốn đánh đậm ý thì mọi người chỉ nên trồng từ 2 đến 3 lớp thôi. Nếu như mọi người trồng quá nhiều lớp ý thì son thừa nó sẽ bị đọng lại ở trong lòng môi ý. Và đôi khi nó sẽ bị dính vào răng mọi người nữa. Mình thì cũng đã trải nghiệm cái chất son này khá là nhiều lần rồi. Thì mình thấy độ bám trung bình của cái chất son này thì sẽ trung bình từ 3 đến 5 tiếng nếu như mọi người không ăn uống gì. Nếu như mọi người có uống nước thôi ấy, thì mình thấy son nó cũng đã trôi rồi. Còn nếu như mọi người ăn một bữa quá dầu mỡ ấy, thì chắc chắn là son này nó sẽ trôi sạch. Nói chung là mọi người cần phải mang son theo để giảm lại trong ngày ha. Mình đang định tẩy trang thì quên mất nói mọi người là về độ dưỡng của cây son này thì mình cảm thấy khá là ok. Mình đang ngồi trong điều hòa ấy, và nói chuyện mọi người suốt giờ nãy thì mình cảm thấy nó không có hiện tượng là bị khô môi của mình. Thế nên là những cái bạn nào mà có đôi môi hay bị khô ấy, thì mình nghĩ là mọi người cũng có thể an tâm về cái độ dưỡng của em son này ha. Mình đang tẩy trang nên mọi người thì mình thấy là khi mình tẩy cái em son này ấy, thì nó rất là dễ da. Và sau khi mình tẩy xong thì nó không để lại một cái lớp trên gì cả. Nói chung là mọi người nếu như mà muốn sử dụng cái son này thì mọi người nhớ là mang son theo để giảm lại trong ngày nhé. Tiếp theo thì chúng mình sẽ đến với mã màu B709. Em này thì có thiết kế rất là cơ bản của Color Key rồi. Đây, xoay ra tay cho mọi người xem nhé. Ồ, đây là son bóng mọi người ạ. Và màu của nó siêu đậm luôn. Cũng là một cái màu kiểu cam cháy, nhưng mà màu son này thì nó sẽ có thêm một xíu đỏ. Ok, bây giờ mình sẽ swatch lên môi cho mọi người nhé. Nhức cái lách không hả mọi người ơi. Trời ơi, màu này là một cái màu rất là đẹp luôn ý. Khi mà swatch lên tay của mình ý, thì mọi người thấy màu này nó sẽ thiên cam hơn, nhưng mà khi lên môi của mình thì nó lại thiên đỏ hơn ý. Nên là màu son này mình thấy sẽ hợp với tất cả mọi tông da luôn. Nhưng bạn da ngăm thì mọi người cũng đừng quá lo lắng về màu son này nhé.
cùng cái tên cháy nhưng mà cũng có cháy rít cháy rát nha mọi người. Cái màu cháy này thì nó thêm đỏ hơn lên khi mà mình đánh lên môi ấy, thì trông răng của mình nó rất là trắng luôn ý. Nếu như mà răng mình đẹp thì chắc mình cười cả ngày mất. Nên nếu như bạn nào mà thích đánh những cái tông màu nó kiểu cháy cháy nhưng mà lại sợ làm xỉn bên răng ấy, thì đây đích thị sẽ là một cái tông màu dành cho mọi người. Và khi mọi người thấy đánh cái màu son này lên môi thì trông da mình cũng rất là trắng đúng không? Với cái chất son bóng này của Color Key thì mình thấy lên màu rất là đậm chuẩn luôn ý. Ở trên môi mình đây thì mình đang có layer tầm 3 lớp thì màu son nó sẽ lên được như thế này. Khi mà xót son ấy, thường mình rất là thích đánh son đậm để mọi người có thể thấy được rõ cái sắc độ của nó ấy. Nếu như mình chỉ đánh một lớp thôi thì nhìn tất cả những cái màu son thì nó kiểu na ná nhau mọi người. Nên là mình thường hay đánh đậm như thế này để mọi người có thể phân biệt rõ được cái sắc độ trong màu son như thế nào. Và nếu như bạn nào mà mua về mọi người thích đánh một cái màu son nó kiểu nhạt nhạt thôi thì mọi người hãy trồng một lớp thôi nha. Và đấy, khi mà mình trồng đến 3 lớp ở trên môi như thế này mà mình không hề có cảm giác kiểu bị nặng môi một chút xíu nào, và khi mà bặm môi lại như này mọi người thì cũng không hề bị dính luôn. Cái chất son bóng nội địa chung của Color K này, nếu mà so sánh với những cái chất son bóng hiện tại của Hàn ấy, thì mình thấy nó cũng không thua kém gì đâu mọi người ạ. Về cái độ bóng đẹp nhất của son bóng thì mình thường thấy nó sẽ đẹp nhất khoảng 1-2 tiếng đầu ấy. Bởi vì trong quá trình sinh hoạt của mọi người thì mọi người sẽ bặm môi này, sau mọi người kiểu ăn uống ấy thì cái lớp bóng nó cũng sẽ trôi dần đi. Nhưng mà mình nghĩ là cái màu son đậm như thế này thì nó sẽ để lại cái màu ở dưới thôi. Và không biết thì nước tẩy trang thì nó có thể để lại cái lớp tint đậm không mọi người ạ. Bởi vì mình rất là sợ những cái lớp tint đậm của son bóng á mọi người. Còn về mùi hương thì mình thấy bạn này có một cái mùi nó như kiểu hoa quả ấy mọi người. Nói chung là rất là thơm luôn. Thơm nha mọi người. Mùi hương này thì mình thấy là những bạn nào mà không thích cái mùi hương quá nồng trong son ấy thì mình nghĩ là mọi người cũng có thể ngửi được cái mùi này. Tiện thể đang nói mùi hương thì vừa nãy mình cũng quên mất nói với mọi người về mùi hương của bạn này. Mùi hương của cái bản Doraemon này thì sẽ có một cái mùi kiểu vani. Mình thấy đa số những cái hãng son cao cấp của nội địa Trung ấy thì thường nó sẽ hay có cái mùi này. Nói chung là cái mùi này nó không bị quá nồng lắm đâu, mình thấy khá là ok nha. Đây chính là một cái bước khá là ám ảnh với cả đa số con dân sử dụng son bóng đúng không mọi người. Đây, bây giờ thì mình sẽ thử lau cho mọi người để xem cái lớp tint nó có bám đậm không nhá. Ôi trời ơi, chết tôi rồi. Bám rất là đậm luôn nha mọi người. Trời ơi, quá sai lầm khi mà xót son bóng trước. Ôi trời ơi, đây, nó bám rất là đậm ở trên môi của mình luôn. Cái lớp tint này thì mình thấy nó sẽ tùy thuộc vào mỗi người, mà có người sẽ thích, có người không. Có người thích bởi vì sau khi mà mọi người ăn uống ý, thì nó sẽ để lại một cái lớp tint ở dưới. Mọi người sẽ ví dụ đi chơi với trai này thì sẽ không sợ kiểu mặt mình nó bị trôi hết son ý. Tuy nhiên đối với những người như mình ý, thì mình cũng không ngại việc dặm son lại đâu. Nên là cái việc lớp tint nó bám quá đậm như này trên môi ý, thì tối mình về tẩy trang ý, thì rất là rát môi luôn. Nên là đấy, tùy thuộc vào mọi người thôi. Mọi người thích lớp tint đậm thì mọi người vẫn có thể mua. Cái son tiếp theo thì sẽ có mã màu là PF112. Em son này thì sẽ nhìn thấy được cái màu son ở bên trong nha mọi người. Đây, mình sẽ xoát ra tay cho mọi người xem nhé. Màu này thì mình thấy nó là một cái tông kiểu màu hồng đất và có thêm một chút xíu ánh tím nữa. Đôi khi làm xoát son còn sướng nha mọi người. Đánh son bóng tẩy muốn rách cái môi mà nó cũng không ra luôn. Nên là đôi khi xoát những cái màu son tiếp theo ấy thì nó sẽ hơi bị lệch một chút xíu. Và cũng tùy cái máy quay này, xong rồi tùy vào cái ánh sáng mọi người, và cũng tùy vào sắc của môi mỗi người nữa. Mà lên môi mỗi người thì nó sẽ ra một cái màu son nó sẽ hơi khác nhau một chút ý. Đấy, hay là mỗi lần mình mà nghe thấy là mình xoát son bị lệch màu ấy thì mình cũng rất là buồn luôn. Trời ơi mọi người, đây tiếp tục sẽ là một cái tông màu khá là đẹp nữa. Khi mà mình xoát lên tay ý, thì mình thấy đây là một cái tông màu nó hơi xến một chút, mà khi mà lên môi của mình thì mình thấy nó cũng khá là ok, cũng khá là đẹp ý chứ mọi người. Màu này thì sẽ là một cái màu nó kiểu hồng đất và sẽ có thêm một chút xíu ánh tím. Nhưng mà cái ánh tím trong màu son này thì sẽ là ánh tím trầm, nên là khi mình đánh lên môi thì nó sẽ không bị quá xến ý. Màu son này thì mình thấy nó sẽ phù hợp với mọi tông da thôi. Tuy nhiên cái ánh tím ý là một trong những cái ánh nó khó dùng nhất trong tất cả những cái ánh cam, đỏ, hồng. Nên là trước khi mua cái son này thì mọi người phải cân nhắc thật là kỹ nhá. Cái màu son này khi mà đánh lên môi ấy, thì nếu như mà da bạn nào mà hơi bị tối màu, hơi bị xỉn một chút xíu, kiểu mà không đều màu ấy, thì mình nghĩ mọi người nên make up một chút xíu thì đánh màu son này nó sẽ tôn lên cái make up của mọi người cũng như là tôn lên màu son hơn.
Bởi vì khi mọi người đánh màu son này lên môi ấy, thì màu son này nó sẽ kiểu không tôn da và không tôn bên răng của mọi người quá nhiều như là những cái màu đỏ đất hay là cái màu đỏ cam cháy ban nãy. Về cái chất son của bạn này thì sẽ là chất son kem lì. Ban đầu khi mà đánh lên môi thì mình cứ tưởng đây là chất son velvet cơ. Bởi vì khi mình đánh lên môi ấy, thì mọi người có thể thấy đây, môi của mình nó không bị lộ ra quá nhiều cái vẩy da chết. Xin lỗi, môi của mình nó không bị lộ ra quá nhiều cái rãnh môi ấy. Và khi mọi người đánh lên môi ấy, thì cái chất son kem lì này nó sẽ không bị kiểu khô quá nhanh, nên là mọi người vẫn có thời gian để mọi người tán son ấy. Và cái chất son kem lì này kia mình bạo mua lại thì mình thấy nó cũng không bị dính một chút xíu nào cả. Vì đây là chất son kem lì nên là mình thấy là độ bám của cái son này khá là ok. Chắc là nó cũng sẽ có độ bám từ 6 đến 8 tiếng nếu như mọi người không ăn uống gì. Nếu như mọi người chỉ uống nước thôi thì mình nghĩ là son nó cũng không dây ra quá nhiều đâu. Còn nếu như mà kiểu gặp đồ ăn mà nó quá nhiều dầu mỡ ấy, thì chắc chắn là nó cũng sẽ tan ở trong dầu và nó cũng sẽ trôi thôi. Còn về độ dưỡng của cái son này so với cả những cái chất son kem lì khác ấy, thì mình thấy cái độ dưỡng này nó sẽ ổn hơn đối với những bạn nào mà có đôi môi khô. Bởi vì khi mình đánh cái cây son này lên môi ấy, thì nó sẽ không kiểu bị khô quắt cái môi mình lại. Nên là những cái bạn nào mà có đôi môi khô mà mọi người vẫn muốn sử dụng chất son kem lì thì mọi người có thể tham khảo cái em son này nha. Nhưng mà vẫn có một lưu ý, đối với những bạn nào kiểu môi cực kỳ khô thì mọi người vẫn nên lót trước một cái lớp son dưỡng. Bởi vì tính chất của cây son này thì nó cũng đã là cây son kem lì rồi, nên là nó sẽ không thể nào mà quá nhiều dưỡng như những cái chất son như là son bóng hay là son velvet được. Đến với tỏa son cuối cùng thì chúng mình sẽ có mã màu là R702. Ok. Ồ, đây là một cái tông đỏ. Đỏ gì đây? Ủa? Sao nó giống nhỉ? Sao màu này màu kia giống nhau mọi người? Từ từ, để mình soát lại nha mọi người. Lắc lát một tí. À không nha, không. Đấy, đôi khi phải để hai cái màu son nó cách nhau thì mình mới phân biệt được với mọi người. Màu hiện tại mình đang soát cho mọi người thì sẽ là một cái tông màu nó kiểu hồng, đỏ. Hồng đỏ đất đúng không? Tông này thì sẽ là một cái tông kiểu hồng đỏ đất. Còn cái màu son bóng ban nãy mình soát cho mọi người ấy, thì nó sẽ thiên về đỏ cam hơn. Còn bên này thì sẽ là đỏ hồng nhá. Trời ơi, lại một màu đẹp nữa nha mọi người. Không biết là lúc mình mua son này thì được tổ son độ hay gì mà mua cả 4 cây thì cả 4 cây đều chết người như này thì quá là đẹp luôn. Màu này khi mà đánh lên môi mình ý, thì nó lại cũng thiên đỏ nhiều hơn so với khi mà mình xoát ra tay. Khi mà xoát ra tay thì mình thấy nó cũng có đỏ đấy, nhưng mà ánh hồng của nó hiện lên rõ hơn ấy. Nhưng khi lên môi mình thì mình thấy ánh đỏ này hiện lên nhiều hơn. Thì khác với cả cái màu son bóng này thì màu son bóng này thì nó sẽ có sắc cam. Còn màu son này thì nó sẽ thiên về kiểu ánh hồng một chút ấy. Nhưng khi đánh lên môi thì mình thấy ánh hồng này nó cũng không quá sệt luôn. Và khi đánh màu son này lên môi ấy, thì trong da mặt của mình và răng của mình nó cũng trắng lên rất là nhiều. Nên là màu son này mình thấy là kể cả những bạn da trắng hay là răng ngăm thì mọi người đều có thể sử dụng được. Đối với cả son bóng ấy, khi mà mọi người hỏi mình là có nên sử dụng trên mặt màu không thì mình đã trả lời rất là nhiều lần rồi. Thì những bạn nào mà có mặt kiểu rất là đẹp, mọi người kiểu không có những khuyết điểm ấy, kiểu mắt không thâm này, xong rồi kiểu mặt không bị mụn này, thì mọi người có thể sử dụng cái màu son này trên mặt màu được. Còn bình thường nếu như mọi người muốn sử dụng xinh nhất của son bóng thì mình vẫn khuyên là mọi người nên có make up đi kèm ha. Đấy, nói chung là nếu như mà bạn nào mà thích cái màu son nó kiểu thiên đỏ như thế này thì mọi người hay chọn màu R702. Còn nếu như bạn nào thích cái màu son nó hơi thiên cam một chút thì mọi người hay chọn màu P709 nha. Còn về chất son thì mình thấy hai cái chất son này nó cũng giống nhau thôi. Và mình cũng nói ở đoạn vừa trước rồi nên mình sẽ không nhắc lại nữa để tránh mất thời gian của mọi người nhé. Ok mọi người ơi, vừa rồi mình đã review cho mọi người xong 4 cây son của hãng Color Key. Và mình thấy màu son của hãng này thực tế ở ngoài thì nó rất là đẹp. Chất son cũng khá là ok nữa, mình thử cả 4 chất son, à 3 chất son khác nhau thì không có một cái chất son nào mình cảm thấy quá tệ cả. Nói chung là đây là một cái hãng son nữ chung mọi người rất là nên thử nhá. Và sao cái son này ở bên Trung Quốc nó hot như thế mọi người ạ? Tất cả những cái gì hot trên cuộc đời này thì nó đều có lý do hết. Nói chung hãng son này là một hãng son mọi người khá là nên đầu tư và nên thử một lần nhá. Và mình cảm ơn mọi người đã xem đến cuối video này. Hẹn gặp lại mọi người video lần sau nha. Bye. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her.